gì có cá này, làm cái gì ở đây? Mình thấy có cá này. Dùng cả những đồng tiền này để quấn vào để hút này, đây là những thứ mà tự nghiện đến đây để hút. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì đêm vừa rồi nó mưa khá là to, nên là buổi sáng ngày hôm nay nó hành nắng lên, nên chúng ta đi ra ngoài đồng để đi săn những con rắn nó ra nó phơi. Đấy, nó thay đổi thời tiết mình đi săn những con rắn. Ui ui, hiện đây có con trời hoang mà và những cái đồ ui này là đồ toàn đồ nghiện này đây. Chắc vào đây là đập đá rồi hút chết ở đây này. Mình nhìn thấy có cả tiền ở đây. Khá là ghê quá. Làm cái gì ở đây? Mình thấy có cá này. Này, có cả tiền này. Ui. Này chắc là một nơi tụ điểm của đội ra đây. Ui. Hút được rồi. Hút được rồi mọi người. Đây là những thứ mà đội nghiện đến đây để hút. Rồi hít. Khá là nhiều những cái đồ giấy bạc này. Đốt này. Tiền này. Đây ăn còn nữa này. Để nó. Tiền lắm rồi. Mình và những cái tờ tiền như thế này để quấn vào hút chích. Trong 1.000 2.000 và những cái áo này, những cái áo công nhân này. Đi vào đây, đi vào đây hút chích này, chắc là có cả công nhân và những phần nghiện ngập rồi. Từ một cái gì ở đây dùng cả những đồng tiền này để quấn vào để hút này. Những căn trời bỏ hoang thì thường thường là những cái nơi khá là
lý tưởng cho đội điện hay những đồng tiền để dùng để quấn vào để làm cái dụng cụ để hút chích. Đây có cả áo công nhân, đây chắc chắn là đi ra đây là hút chích này, hút chích xong bắt đầu là lúc phê pha quá lúc về là bỏ luôn cả áo qua cái áo này. Những cái ngôi nhà hoang như thế này là những nơi lý tưởng cho đội ở trong đây để hút hãi mọi người. Ở trong những cái khu này là những cái ngôi nhà, những cái chòi của hoang ấy, thì những đối tượng nghiện này thì nó rất thích ra những cái chỗ này vì ở đây nó hoang vắng, nó không có người qua lại nên là nó sẽ rất tiện lợi cho những cái gọi là công tác sử dụng những chất cấm của đội này. Bây giờ thì mình sẽ lại tiếp tục đi săn lấn tiếp. Và bây giờ thì mình đã đi tới một khu miếu. Miếu này là của bọn người dân mà tự dựng lên. Cái miếu thì rất là linh thiêng mọi người ạ. Vì người nhà đã làm vườn ở đây và quản lý luôn cả cái khu đường này. Đấy, sau khi là xây dựng cái miếu lên thì gia đình làm ăn thì cũng khá là ổn. Vì trước đây là cả cái khu vực này là cái khu đường của người Tàu, người ta sinh sống ở đây. Mọi người thấy nhá, có những cái viên gạch kìa, có những cái viên gạch kia là những viên gạch của người Tàu ngày xưa đấy. Đấy, có những viên gạch kìa của những người Tàu, người Hoa ngày xưa cũng đã di tản vào khu vực này để thuộc dạng như là kiểu như là thời xưa gọi là di cư đó. Ở cái khu vực nào mà có đất tốt cũng như là có những cái địa điểm nào mà có thể là người ta xây dựng được cái cơ ngơi của người ta thì người ta sẽ dựng ở cái khu vực đấy. Đấy, cũng như ở cái khu vực này là có một cái gồ đất khá là cao, khá là đẹp, lý tưởng cho những cái việc mà sinh sống của người xưa. Đấy. Thì ở cái khu vực này thì cũng khá là nhiều những cái chuyện nó xảy ra. Ví dụ như là người bị ma giấu, thường thường là cũng rất hay bị giấu ở trong những khu vực này. Đấy, không biết là cái người Tàu ngày xưa đấy thì người ta có chấn yểm hay là có làm một cái gì đấy để kiểu thực dạng như là giữ ở đây hay không, nhưng mà hầu như là những người mà hay yếu bóng vía đấy mà đi vào cái khu vực này thì thường thường rất hay là bị giấu. Thì cũng đã từng xảy ra rất là nhiều trường hợp rồi, cũng luôn xảy ra khá là nhiều lần rồi. Thường thường là rất là hay giấu ở trong những cái bụi tre này. Đến thời bây giờ thì nó cũng thời đại bây giờ thì cũng phát triển khá là nhiều, nhưng mà những cái chuyện đấy thì nó vẫn cứ xảy ra vì cái là không có ai nói trước được điều gì về cái vấn đề tâm linh cả, mà cũng không có ai lý giải được về cái vấn đề tâm linh cả. Để phát hiện là có một cái tiểu này, tiểu vất trong chơi ở đây. Cái chiếc tiểu này, cái tiểu vất ngổn ngang ở đây. Trước kia ở đây là còn có những cái trường hợp là đào trộm mộ,
đào trộm mộ tàu ấy, đào trộm mộ của người cái tàu ngày xưa. Nên là cũng khá là nhiều những câu chuyện về những cái người người đào trộm mộ đấy. Ở mình đây cũng có mấy trường hợp là đi đào trộm mộ này, bây giờ thì cũng không còn ai hết, không còn ai hết. Vì người tàu từ ngày xưa thì người ta khá là giỏi về cái vấn đề mà trấn yểm, cũng như là có thể là sử dụng một cái bùa chú gì đấy để canh giữ lại những cái nơi mà họ đã từng sinh sống. Bây giờ thì mình sẽ lại phải di chuyển ra một cái nơi khác thôi. Khu vực này thì mình không thấy gì cả.